Ronaldo bất ngờ được đề nghị mức lương 1,2 triệu bảng mỗi tuần. Theo CBS, Ronaldo đã được câu lạc bộ Al Nassr Saudi Arabia đề nghị bản hợp đồng trị giá 62 triệu bảng một năm với thời hạn 3 năm. Theo đó, bản hợp đồng sẽ được kích hoạt nếu Ronaldo chấp nhận chuyển đến thi đấu ở Saudi Arabia sau khi World Cup 2022 kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ kiếm được gần 1,2 triệu bảng tuần và khoảng 170.000 bảng một ngày. Theo The Sun đánh giá, đây được xem là một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn với tiền đạo đang chuẩn bị bước sang tuổi 38 như Ronaldo. Và nếu Ronaldo đồng ý với đề nghị này, anh sẽ tiếp tục kéo dài sự nghiệp thi đấu của mình đến năm 40 tuổi. Câu lạc bộ Al Nassr được cho là đã tiếp cận với Ronaldo vào hồi hè năm nay với các cuộc đàm phán trên diện rộng. Hiện tại, đội bóng này tiếp tục đẩy mạnh việc tiến hành sở hữu chữ ký của Ronaldo. Al Nassr là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở Saudi Arabia với 9 lần vô địch giải đấu Saudi Pro League. Đồng thời, đội bóng này cũng được cho là rất muốn siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu cho họ. Hiện tại, tương lai của Ronaldo sau khi rời Manchester United vẫn còn là dấu hỏi lớn. Tiền đạo 37 tuổi cũng chưa tiết lộ sẽ chọn câu lạc bộ nào làm bến đỗ tiếp theo mà chỉ tập trung vào thi đấu cùng tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.